đâu, Ni bảo cái gì đẹp, Ni chỉ coi cái gì đẹp. Chim. À chim à? Chim à? Chim màu gì? Ai vẽ? Ai vẽ? À mẹ hả? Mở ra bảo đẹp quá, mẹ vẽ. Xem, đâu Ni ngồi sắp đi xem à? Xinh quá. Ni có biết vẽ không? Ni có biết vẽ không? Rồi mở ra nhìn thử coi anh hai vẽ gì đây. Ồ, hai vẽ cũng xinh quá à Ni. Vẽ con gì á nhỉ? Con đó là con gì? Mèo. À, con mèo hả? Con mèo đang bắt con cá hả? À, đi câu cá này, con mèo đi câu cá này. Cái hồ này, hồ bé tí mà nhiều cá nhỉ. Ông mặt trời điêu thế. Anh hai vẽ xinh không? À xinh à? Đám mây của anh hai này, mây cái tẹo này hả? Mây của mẹ thì hơi to.